Ngọc thơ thời báo.d. chấm Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà chùa là của ai? Xưa kia quan chức đi chùa, cúng vái các nơi thờ tự có tiếng linh thiêng, chỉ để cầu xin phù hộ cho con đường làm quan an toàn và thênh thang. Bên cạnh đó là để tán lộc, phân phát lại một phần của cải đã nhận được, thấm nhuần quan điểm lọc bất tận hưởng của người Việt Nam con số cúng dường ngày càng cao tỷ lệ với sự bất an về chức quan biến nó thành hối lộ thần linh nhưng khi nhận ra lợi nhuận ngất ngưỡng và an toàn từ việc khai thác niềm tin tâm linh và tín ngưỡng của người dân thì từ hối lộ thần linh đến việc chủ động lôi kéo các đồ đệ của ngài vào công cuộc phát mãi thần linh để làm giàu chỉ còn cách một bước chân không ít người biết đến mức độ đồ sổ của khối tài sản được nhiều quan chức cúng dường cho chùa cứ nhìn nhiều vị tu sĩ tại Việt Nam mà xem họ sống đời tu hành mà tại sao dùng nhiều đồ thường ngày đắt tiền đến như vậy sở hữu nhiều tài sản không do họ làm ra trái với lời Phật dạy sống đời khiêm nhường đến như thế. Đại Đức Thích Thanh Toàn từng là trụ trì chùa Nga Hoàng ở tỉnh Vĩnh Phúc gà gẫm công khai nữ phóng viên báo phụ nữ sinh tí khí và bị đưa lên công luận khiến phải xin xã giới hoàn tục. Tùy xã giới hoàn tục nhưng cũng có mấy ai sướng bằng anh Lê Hữu Long, thế danh của vị đại đức đáng quý, có hẳn trong tay khối tài sản gồm nhiều nhà cửa, đất đai, trang trại trị giá đến 200 300 tỷ đồng. Bây giờ trang trại của con quá lớn, tự pháp cũng quá lớn, mình bán cho ai và chuyển nhượng như thế nào, con cũng có nhiều chỗ để ở chứ không phải một chỗ. Trích trong clip của sư Toàn sám hối trước giáo hội Phật giáo hình ảnh sư toàn sinh hoàng tục và đem theo 300 tỷ tài sản bị dư luận đặt dấu hỏi lớn đó là mâu thuẫn trong hài hòa hay hài hòa trong mâu thuẫn có thể là cả hai nhưng chỉ cần là người Việt Nam trong thế kỷ này thì thừa hiểu quan chức Việt Nam hoạt động trong một môi trường đầy rẫy bất trắc và vô lý thậm chí sự thăng tiến và trụ chức của chính họ còn vô lý đến nỗi chính bản thân họ cũng khó hiểu bộ máy chính quyền gần như không có chỗ cho người giỏi chuyên môn quản lý tốt nhưng ngay thẳng và trong sạch mà theo trình tự thứ nhất hậu duệ thứ nhì tiền tệ và thứ ba quan hệ có một trong ba thứ này thì chỉ cần qua một đêm là lên quan vậy không phải nhờ cao xanh che chở hay nhờ ơn trên thương thì là nhờ gì trên con đường chới với giữa người phàm và các đấng phù hộ độ trị với thói quen về tâm linh tín ngưỡng ở việt nam những người ở trong chùa đền đều được xem là que hương mỗi lần thắp lên là nói liền hai thế giới nhất là những người mặc áo cà sa. Những năm gần đây, những quần thể chùa, khu du lịch luôn gắn liền với công trình vật chất, đồ sộ và xưng tụng là nhất, như tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới, tượng Phật Di Lạc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, bảo tháp lớn nhất, quần thể rộng nhất, thậm chí linh thiêng nhất như khu Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương, chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Tam Chúc ở Hà Nam và chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, hình ảnh một buổi lễ hoành tráng tại chùa Tam Chúc. Chùa sau to lớn hơn, vẽ ra nhiều thứ hơn, tốn nhiều tiền hơn chùa trước. Phóng viên từng theo chân một vị cựu quan chức thành phố Hồ Chí Minh đi dự lễ an vị tượng Phật ở Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, một ngôi chùa cực lớn gần thành phố. Chùa được xây dựng cấp tập trên những khoảnh ruộng và vườn vừa mua lại của người dân và tuy cực lớn nhưng nó vẫn lọt thởm giữa cánh đồng mênh mông nằm tận ở vùng rất sâu so với trục đường chính. Quanh chùa xi si măng vôi vữa vẫn ngổn ngang giữa đất ruộng vừa móc lên và vườn tượng của người dân quanh vùng. Hôm an vị tượng phật có cả một vị nguyên thủ quốc gia về dự, công an và cảnh sát vòng trong vòng ngoài bảo vệ từ cách gần 10 cây số. Người dân từ thành phố các tỉnh miền Tây, miền Đông đổ về như thác, ô tô đổ cả ngàn chiếc, xe máy thì phải gửi từ cách vài cây số rồi đi bộ vào chùa, mà đường vẫn chen chúc, kính đặt người từ những hôm trước vị VIP mà phóng viên đi cùng đã cùng những vị VIP khác cao cấp hơn, đặc biệt chuẩn bị cho buổi lễ này bằng rất nhiều tiền bạc và vật phẩm. Nguồn tiền, bà nói từ kinh doanh và từ những người bạn đóng góp, hình ảnh Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Từ lâu, dân Việt Nam đã mỉa mai dùng từ chùa quốc doanh, sư quốc doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà chùa để gọi những ngôi chùa sặc mùi tiền và những ông sư giỏi làm kinh tế những vị như trụ trì Thích Thanh Toàn hay trụ trì Thích Trúc Thái Minh của chùa Ba Vàng lừng danh với vụ bắt Phật tử nộp tiền để cúng oan gia trái chủ. Trụ trì Thích Thanh Quyết với chùa Phúc Khánh mỗi năm thu tiền cúng sao giải hạn với giá 150.000 đồng một người mà số người ngồi vây quanh chùa kẹt đến mấy con đường. Chỉ là một số ít nổi bật trên cái nền mạt Pháp nói chung. Còn nhiều sư nhậu nhẹt chơi gái, chụp hình, cầm súng ống, khoe tiền bạc của cải hành xử như lưu manh với phật tử thế nhưng vì cớ gì mà những điều nghịch đạo ấy cứ ngang nhiên phơi phới giữa bạch nhật mà không một chức sắc nào của giáo hội phật giáo dám thực sự ra tay chỉnh đốn mà chỉ phê bình trên báo chí mãi đến khi các công ty quá ngang ngược lộng hành công luận và người dân phẫn nộ thì các sư mới bị luân chuyển đi nơi khác và tiếp tục lên chức tại đó sư thích trúc thái minh sau vụ ầm ĩ ở chùa, chùa Ba Vàng vào năm 2019 bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội mà chức vụ cao nhất bây giờ là ủy viên dự khuyết hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thì khi về Quảng Bình và mới gần đây nhất vừa lên chức phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027 quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin công ty trách nhiệm hữu hạn nhà chùa là của ai Quý vị hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thay đổi phương thức chống tham nhũng để không bị hao mòn nhân cách. Thời nào cũng có tham nhũng, nhưng mức độ tham nhũng rất khác nhau, tùy thuộc vào thể chế. Thể chế lành mạnh thì tham nhũng ít thể chế bệnh tật thì tham nhũng phát triển tham nhũng làm suy yếu đất nước tham nhũng làm nhân dân khốn khổ cho nên bất cứ thời nào nhân dân cũng ủng hộ chống tham nhũng mọi tiến bộ về chống tham nhũng đều được hoan nghênh những năm gần đây công cuộc chống tham nhũng được tiến hành quyết liệt kết quả là có rất nhiều cán bộ cao cấp bị vào tù và mất chức mỗi ngày thêm nhiều một mặt thấy được sự tích cực trong công cuộc chống tham nhũng nhưng mặt khác lại là nỗi lo mà nỗi lo lớn hơn mừng vui, không phải lo rằng kỷ luật hết thì lấy ai làm việc, mà lo vì cách chống tham nhũng hiện nay dù tiến hành quyết liệt đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cũng không làm thuyên giảm tham nhũng, bởi vì bốc thuốc không trúng bệnh, chưa chống tham nhũng tại nguồn gốc sinh ra tham nhũng. Nếu quả đúng như dư luận đang lan truyền rằng hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ bị nghỉ hưu vào năm tới vì liên quan đến trách nhiệm trong đại dịch Covid-19, thì phải nghĩ đến phương thức khác về chống tham nhũng. Hình ảnh hai ông phó thủ tướng có khả năng cao sẽ phải về vườn sớm do bê bối nghiêm trọng gần đây. Những khuôn mặt được dư luận đánh giá phần nào là có trí tuệ dường như sạch sẽ, cuối cùng cũng không tránh được tiêu cực. Từ xa xưa, tiền nhân đã dạy ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Trường qua một đường ống dài thì chịu ảnh hưởng của không khí và nhiệt độ trong đường ống đó. Nóng thì phải chịu nóng, lạnh thì phải chịu lạnh. Thơm thì được thơm, không thơm thì chịu không thơm, bẩn thì phải lắm bẩn. Có ai có thể đi xuống từ cấp thấp nhất lên cấp cao nhất mà thoát được khỏi tác động của cơ chế? Nếu tiếp tục cơ chế như thế này thì sẽ còn mất nhiều cán bộ nữa, dù là thầy giáo, bác sĩ hay nhà khoa học khi bước vào con đường quan chức có nhiều quyền lực sẽ khó tránh khỏi tiêu cực vì cơ chế bị khuyết tật. Khuyết tật thúc đẩy tham nhũng những kẻ biết lợi dụng khuyết tật của cơ chế đã trở nên giàu có nhanh chóng kèm theo sự sa ngã của hàng loạt cán bộ cao cấp. Trong cơ chế hiện hành, ai bước lên bậc thang quyền lực thì cũng khó thoát khỏi tham nhũng. Không tham nhũng về kinh tế, tiền bạc thì tham nhũng về danh vọng, tham nhũng quyền lực, tham nhũng tình cảm, thậm chí tham nhũng nhiều thứ cùng một lúc. Đại dịch Covid-19 là một bằng chứng thực tế đau xót. Từ đó có thể thấy chống tận gốc tham nhũng là phải cải cách thể chế. Điều này đã được nhiều lãnh đạo cao cấp của nhà nước nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng chưa được triển khai trong thực tiễn. Hình ảnh chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không mấy hiệu quả. Vậy phải cải cách những điểm nào? Thứ nhất, cách mạng về tư pháp. Cai trị bằng pháp luật chứ không dựa vào việc đạo đức tự nguyện. Trị bằng pháp luật chứ không phải trị bằng phê bình nghiêm khắc hay cảnh cáo càng không thể tự phê bình hay rút kinh nghiệm nhưng muốn pháp luật được thực thi nghiêm minh thì pháp luật phải không chịu sự chi phối của bất cứ lực lượng nào pháp luật là phải độc lập với mọi quyền lực nghĩa là phải tiến tới một nền tư pháp độc lập nếu không có một nền tư pháp độc lập thì không thể chống được tham nhũng nhất là tham nhũng quyền lực thứ hai đề cao trách nhiệm cá nhân thủ tướng phạm minh chính đã nhiều lần nhắc đến phân cấp phân quyền cần phải nói rõ thêm trách nhiệm cá nhân nói đến trách nhiệm cá nhân là để khác với quyết định tập thể quyết định tập thể thì sẽ khó pháp trị quyết định tập thể chỉ để cho một số tình huống cụ thể còn trong điều hành hàng ngày thì trách nhiệm cá nhân phải là thống soái đừng nghĩ rằng đề cao trách nhiệm cá nhân và giảm vai trò quyết định tập thể thì sẽ dẫn đến lũng đoạn quyền lực độc tài vì trách nhiệm cá nhân được kiểm soát bằng luật pháp còn quyết định tập thể làm cho luật pháp khó thực thi, chống lũng đoạn cá nhân dễ hơn chống lũng đoạn tập thể, dễ hơn chống lũng đoạn cá nhân nứt bóng tập thể. Hình ảnh khi các phó thủ tướng nhúng chàm, ông thủ tướng phải chịu trách nhiệm liên đới. Thứ ba, cải cách thể thức bổ nhiệm cán bộ. Vì đề cao trách nhiệm cá nhân là dồn quyền lực trong điều hành hàng ngày cho cá nhân nên lựa chọn cá nhân đứng vào những vị trí có nhiều trách nhiệm quan trọng cấp độ 1 thì phải quyết định bởi trí tuệ của đa số chứ không thể quyết định bởi số ít. Còn khi đã chọn được cá nhân vào vị trí cấp độ 1 bởi trí tuệ của số đông rồi, thì cá nhân đó sẽ được quyền lớn trong lựa chọn cấp dưới là cấp độ 2 để điều hành. Các bổ nhiệm cán bộ tại Việt Nam hiện nay được quyết định bởi số ít cho cả hai cấp độ 1 và 2 vừa nêu. Tập thể số ít quyết định nhân sự cấp độ 1 thì không đủ tin cậy, tập thể số ít quyết định nhân sự cấp độ 2 thì trở thành thọc gậy bánh xe. Kết quả cuối cùng là hiệu quả công việc kém. Thứ tư, gắn trách nhiệm với quyền lợi. Đề cao trách nhiệm cá nhân thì phải gắn với quyền lợi. Ngoại trừ độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ, còn lại không ai chịu trách nhiệm đến mức bị mất mạng và lao tù mà không có danh lợi cho nên trách nhiệm luôn đi đôi với quyền lợi quan niệm dựa vào lý tưởng ý thức tự giác lòng yêu nước sẽ hoàn toàn phá sản trong điều hành kinh tế thời bình còn nhiều điều cần phải thay đổi mà không thể đề cập hết ở đây có kể ra mà nơi có quyền lực thay đổi vẫn không chịu thay đổi thì cũng chưa giải quyết được vấn đề chống tham nhũng là điều rất cần và luôn được hoan nghênh quan trọng hơn là phải tiêu diệt nguồn gốc tham nhũng xót xa vì những người có nhân cách sau khi bước vào con đường quan chức đều chịu hao mòn nhân cách. Bao nhiêu người đã xa cách người thân, mất thầy giáo, mất bạn bè vì cơn cuồng phong hao mòn nhân cách. Nếu cơn cuồng phong hao mòn nhân cách tiếp tục càng quét nhiều năm nữa thì họa càng thêm lớn. Phải kêu to lên vì cơn cuồng phong hao mòn nhân cách làm suy yếu dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thay đổi phương thức chống tham nhũng để không bị hao mòn nhân cách quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật tin tức mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d